Khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 6, trên địa bàn xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, 4 người bị thương. Theo đó, xe khách Phương Trang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau. Khi đến địa phận chợ xã Tắc Vân thuộc ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, thì xe khách tông vào một quán cà phê ven đường. Ghi nhận tại hiện trường, có hai xe máy bị xe khách kéo lê dưới gầm xe, một xe máy bị va chạm nằm trên lề đường. Chiếc xe khách đâm hẳn đầu xe vào quán cà phê. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương và một người khác tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã tập trung rất đông tại khu vực xảy ra tai nạn làm ùn tắc giao thông cục bộ. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.